Mới đây, một người chuyên nhập khẩu xe hơi có tiếng đã đăng tải hình ảnh về chiếc Lamborghini Huracan EVO đang trên đường về Việt Nam. Siêu bò khi cập bến sẽ trở thành chiếc Huracan mạnh nhất Việt Nam trong thời gian tới. Chiếc xe này được đưa về dưới dạng nhập khẩu tư nhân. Tại Việt Nam, Huracan không phải cái tên xa lạ khi chiếc đầu tiên đã có mặt từ năm 2014. Tuy nhiên, phiên bản EVO này sẽ thu hút nhiều sự chú ý bởi sự độc đáo của nó. Trước đây, từng có thông tin cho rằng Lamborghini chính hãng Việt Nam sẽ phân phối chính hãng siêu xe mang động cơ V10 này. Lamborghini Huracan EVO được ra mắt vào năm 2019 để thay thế phiên bản Huracan LP6104, vốn rất được Đại Việt ưa chuộng. Thiết kế Huracan EVO có một số điểm khác biệt so với Huracan LP6104 khi được trang bị cánh gió mới, hốc gió hình chữ Y ở cản trước cùng la răng mới. Hốc gió hai bên hông được bổ sung thêm một vách ngăn mới. Cánh gió cố định và ống xả có vị trí giống với phiên bản Perform Anti hiệu suất cao. Nhờ đó, phần đuôi xe trông hầm hố hơn hẳn bản thường. Chiếc xe được đưa về Việt Nam mang màu ghi xám nhám. Đây là màu sơn khá hiếm, khi mà những chiếc khác đều mang màu sơn bóng. Nội thất bản Huracan EVO về Việt Nam sẽ có điểm nhấn là màn hình 8,4 inch đặt dọc, khác biệt so với những bản Huracan khác. Khoang cabin bản này trông cũng hiện đại hơn. Huracan EVO sử dụng khối động cơ V10 5,2 lít hút khí tự nhiên cho công suất 630 mã lực, mô men xoắn 600 Nm. Kết hợp với khối lượng 1.442 kg, chiếc siêu xe chỉ cần 2,9 giây để tăng tốc 100 km/h và đạt vận tốc tối đa 325 km/h. Không chỉ mạnh hơn, nhẹ hơn, bản EVO còn có những thay đổi khác để cải thiện khả năng vận hành, ví dụ như hệ thống đánh lái trục sau và định hướng mô men xoắn trên cả 4 bánh. Hệ thống treo thích ứng cho phép tùy chỉnh theo các điều kiện vận hành khác nhau. Ngoài ra, hệ dẫn động 4 bánh trên Huracan EVO còn cho chỉnh truyền dồn lực đến một cầu. Hiện chưa rõ giá Lamborghini Huracan EVO tại Việt Nam là bao nhiêu. Giá khởi điểm của siêu xe này tại Mỹ rơi vào khoảng $260.000.